Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh. Cô chú anh chị và các bạn xem một bồn chuối có màu đỏ. Đây là một loại giống chuối đỏ Taka có xuất xứ từ Australia. Giống chuối đỏ Taka trồng được trên mọi vùng đất và ít kén đất. Thời gian phát triển và sinh trưởng của loại giống chuối đỏ Taka này từ 5 đến 6 tháng thì chuối sẽ trổ cờ và trổ buồn. Khi chuối đỏ Taka chín, vỏ chuối có màu đỏ và ruột chuối có màu kem và có mùi thơm nhẹ. Chuối đỏ Taka chín ta bóc vỏ ăn ngay, dùng làm kem chuối và sinh tố và các loại món bánh chuối. Tới đây mình sẽ quay xung quanh cây chuối đỏ Taka cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Cô chú anh chị và các bạn xem kênh, có thích kênh thì xin vui lòng comment vào phía dưới màn hình bằng cách bấm vào nút đăng ký ở phía dưới màn hình. Để khi mình ra một video mới, điện thoại của cô chú anh chị và các bạn sẽ thông báo. Cô chú anh chị và các bạn có thể xem được kênh của mình một cách nhanh chóng và thuận lợi. Xin mến chúc cô chú anh chị và các bạn xem kênh có nhiều niềm vui, nhiều thú vị và hữu ích.